Tuyên truyền luật giao thông, nâng cao kiến thức và nhận thức cho người tham gia giao thông là một trong những giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông qua việc hạn chế vi phạm. Tuy nhiên, không hẳn tất cả các trường hợp vi phạm đều là vì thiếu kiến thức. Thưa quý vị, có những trường hợp vi phạm biết rất rõ hành vi của mình là vi phạm, nhưng vì cậy vào các mối quan hệ, tin tưởng những mối quan hệ có thể là lá chắn cho mình, nên đã vô tư vi phạm luật giao thông. Thậm chí là có những trường hợp còn có thái độ thiếu hợp tác với lực lượng chức năng khi bị phát hiện vi phạm. Những chia sẻ liên quan đến chuyện biết luật và vẫn vi phạm luật vì dựa dẫm vào mối quan hệ hoặc mạo danh tung hỏa mù về những mối quan hệ sau đây cho chúng ta nhiều suy ngẫm và có thái độ chung. Nói không với ứng xử kiểu này, bởi xét cho cùng như vậy cũng là cách ứng xử kém cỏi, coi thường pháp luật. Dựa dẫm vào mối quan hệ mà coi thường quy định pháp luật, điểm chung của những trường hợp này là người vi phạm không hề có biểu hiện lo lắng, bất an như thường thấy ở những người vi phạm. Trái lại, rất tự tin về việc mình sẽ được tha. Một số trường hợp còn có thái độ thách thức lực lượng chức năng. Trường hợp này điều khiển xe độ bị phát hiện trong dịp lễ 30 tháng 4. Thành hiện điều khiển xe trình bày mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Việc giữ xe sẽ gây khó khăn cho mình, nhất là không có xe đi trong mấy ngày lễ, nên đã ngỏ ý muốn lực lượng chức năng xử lý linh động. Yêu cầu không được chấp thuận. Lúc này cô gái đi cùng trong nhóm đã ra mặt để nói chuyện cùng lực lượng cảnh sát giao thông. Tụi em sai cái gì thì bên quân đội tên lửa sẽ lên và công an sẽ lên làm việc chung với mấy anh. Ok. Đổi cho em xin cái biên bản ở đây. Em là chỉ huy của đơn vị tên lửa hả? Đúng rồi anh. Anh không làm việc với em, anh chỉ nói với em là thế này thôi. Anh làm việc với người vi phạm và anh nói với em với thế này thôi. Các đơn vị quân đội với lại công an là hai đơn vị lực lượng vũ trang, nó gắn kết với nhau. Em đừng có đem quân đội ra đây để gây áp lực cho anh. Thì em nói với người lớn của bộ đơn vị bộ đội á, đến gặp đồng chí trưởng công an thành phố Vũng Tàu là chỉ huy. Xin lỗi em nha, anh làm đúng không có sợ đâu. Một trường hợp cũng là điều khiển xe độ, khi bị đưa về trụ sở cơ quan công an còn tự tin mà khẳng định với người lập biên bản là lát nữa khi người nhà của mình đến, thanh niên này sẽ có thể lấy xe ra về. Em là lùi gì không? Đầu tiên là kéo chắc nhận luôn không kính nè. Ừ. Dạ rồi đôn máy nè. Đôn máy. Bảy dạ. Bao nhiêu đôn lên bao nhiêu? 50 đôn lên 110 nè. Rồi. Dạ. Rồi ngoài ra chúng khai. Đạt làm gì? Dạ bé là bộ trưởng công an huyện Vĩnh Thuận Châu Đốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trương Tấn Dũng. Và một trường hợp cố tình thoái thác yêu cầu đo nồng độ cồn, lý do là mình là phóng viên, lực lượng chức năng phải thuyết phục rất lâu. Trong thực tế, việc tác động vào quá trình xử lý của lực lượng chức năng vẫn còn phổ biến. Nhờ trực tiếp có, nhờ thông qua bắt cầu cũng có. Điều này không chỉ gây cản trở cho việc thực thi nhiệm vụ, mà còn tạo thành tâm lý lợn luật đối với rất nhiều người. Khi mà giải quyết hậu quả từ hành vi vi phạm của bản thân mình, đã có người khác gánh vác. Đây cũng chính là cản trở trong quá trình xây dựng văn hóa giao thông nói chung. Tại thành phố Vũng Tàu, địa phương được công an tỉnh chọn thí điểm mô hình xây dựng thành phố an toàn giao thông. Vấn đề này rất được quan tâm. Làm sao đó cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của thành phố là phải nghiêm túc, phải thực hiện trước, phải gương mẫu, đó, chấp hành kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm và không có cái sự can thiệp trong đối với các cái trường hợp vi phạm. Năm An toàn giao thông 2023 có chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Để mỗi người dân đều thượng tôn pháp luật, nhất thiết việc xử phạt phải được thực hiện nghiêm minh, công bằng, ai cũng như ai. Việc can thiệp vào quá trình xử lý cho một ai đó chính là đã gây cản trở cho quá trình xây dựng văn hóa giao thông và cũng có thể coi là hành vi coi thường pháp luật.